Kính chào quý khán giả. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão số 2 trong năm nay, có tên quốc tế là Mulan. Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 320 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 10 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của bão nên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Ngoài ra, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, gây biển động. Trên đất liền, từ chiều tối mai, do tác động của hoàn lưu xa bão số 2, mưa rào và dông bắt đầu tăng lên cả về diện và lượng mưa. Đầu tiên là cho khu vực các tỉnh Đông Bắc, sau đó mở rộng sang các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và trong đó có khu vực trung tâm thành phố Hà Nội. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.